không biết các bạn sắp bước chân vào ngôi trường cấp 3 đã lựa chọn được con xe nào phù hợp cho mình chưa ha? Nếu chưa thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay những con xe phù hợp cho bản thân nhất ha. Hi, xin chào mọi người quay trở lại với kênh 5 tiếng motor và mình là Châu. Thì hôm nay mình sẽ báo giá một vài dòng xe không cần bằng lái nè, vừa tiết kiệm nhiên liệu mà giá lại rẻ dành cho mọi người nha. Dòng xe đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là dòng Victoria Cup 81. Thì con xe này là có bánh căm nha mọi người. Cũng như mọi người thấy thì thiết kế của con xe này khá là nhỏ gọn. Nó có thể dễ dàng dẫn dắt cũng như là trong bãi gửi xe thì mọi người có thể dẫn nó dễ dàng hơn nha. Thứ hai là cái mức tiêu hao nhiên liệu của em nó chỉ khoảng 1,4/100 cây thôi. Cực kỳ tiết kiệm cho mọi người luôn. Nhưng mà điều bất tiện của con xe này đó chính là nó không được trang bị cốp, cũng như là không được trang bị yên sau. Nhưng mà mọi người yên tâm, bên mình có hỗ trợ là làm lại cốp cũng như là lắp cái phần gỗ đằng trước cho mọi người, cho nên là sẽ thuận tiện hơn trong việc mọi người sử dụng xe này nha. Cuối cùng là về giá thì giá con này đang có mức giá là 14,5 triệu và giá này chỉ mới bao VAT thôi nha mọi người, chưa bao gồm biển số, nhưng mà giá này là cực kỳ rẻ và cực kỳ ưu đãi dành cho mọi người luôn á. Dòng xe tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến với mọi người đó chính là dòng Detect Cup 83. Thì về thiết kế thì con xe này có thiết kế khá giống là dòng Cup 81 lúc trước mình giới thiệu với mọi người. Tuy nhiên nó vẫn có một vài điểm khác biệt, có thể nhìn rõ nhất đó chính là phần đầu xe và yên xe sẽ có phần to hơn so với Cup 81. Nó tạo được cảm giác thoải mái nè, cũng như là chắc chắn hơn khi mà bạn chạy con xe này. Thứ hai đó chính là phần vành xe, thì vành xe con này là sử dụng vành đúc nha mọi người. Thì cái này nó sẽ có khả năng chịu lực cao hơn cũng như là trông nó sẽ chắc chắn hơn mà khi chạy con xe này nha. Dòng xe cuối cùng đó chính là dòng xe Victoria 50cc V3. Thì con xe này dạo gần đây mọi người hỏi mình rất là nhiều luôn nha. Mình thì đánh giá khá là cao về thiết kế của con xe này. Thiết kế là sang trọng nè, nữ tính, khá là phù hợp với các bạn nữ. Hiện tại thì con xe này mức tiêu hao nhiên liệu chỉ là 1,6/100 cây thôi nha mọi người. Nó được trang bị là một đĩa trước, là vừa đảm bảo an toàn nè, mà lại cực đẹp nữa. Mà giá chỉ có khoảng là 20,5 triệu thôi nha mọi người. Và giá này chỉ mới bao VAT và chưa biển số nha. Mọi người lưu ý giúp mình nha. Ngoài ba dòng xe mình mới vừa giới thiệu với mọi người thì bên cửa hàng mình còn rất nhiều dòng xe 50cc nha mọi người. Và đặc biệt là đang có chương trình là giảm trực tiếp 500.000 vào các dòng xe này nha mọi người. Lưu ý giúp mình nha. Và đó là những dòng xe mà mình muốn giới thiệu với mọi người ngày hôm nay. Nếu mọi người có thắc mắc thêm về giá lăn bánh hay là muốn tham khảo các dòng xe khác thì có thể ghé ngay cửa hàng xe máy 5 tiếng 385 Tô Ký, Tân Sơn, Hóc Môn, hoặc có thể liên hệ số hotline 1900 2145 để được hỗ trợ tư vấn nhé. Cuối cùng đừng quên like và subscribe cho kênh 5 tiếng mô tô. Mình là Châu, bye bye.